Từ sau khi về chung một nhà đến nay, tổ ấm của Trường Giang và Nhã Phương vẫn luôn được mọi người yêu quý và ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, Nhã Phương đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải loạt ảnh diện đồ lam cùng ông xã Trường Giang đi chùa khấn niệm cầu bình an và nghe giảng kinh kệ. Theo đó, nữ diễn viên viết, qua một năm với nhiều biến cố, không mong cầu điều gì lớn lao ngoài sức khỏe và bình an đến với tất cả mọi người. Sau khi đăng tải, loạt ảnh của Trường Giang và Nhã Phương đã nhanh chóng nhận được vô số lượt yêu thích và bình luận khen ngợi từ mọi người. Bên cạnh những sự suýt xoa ngưỡng mộ cho tình cảm ngọt ngào hạnh phúc của cả hai, thì có nhiều người để lại bình luận cho rằng trong cặp đôi ngày càng có tướng phu thê. Cụ thể, người này viết, càng nhìn càng có tướng phu thê nha chế, cái miệng cười y chang nhau hén, chúc hai chế tỷ năm hạnh phúc bình an nha. Được biết, những ngày qua, vợ chồng Trường Giang Nhã Phương đã cùng những người bạn nghệ sĩ của mình có chuyến đi ra Quảng Bình để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn sau bão lũ. Những hành động ngọt ngào của cặp đôi dành cho nhau trong chuyến đi đã khiến nhiều người không khỏi lịm tim. Vợ chồng Trường Giang Nhã Phương, Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm, Diễm My 9X, Ái Phương cùng ra Quảng Bình để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn sau bão lũ. Cả hai cùng mang dép tổ ong giản dị và luôn nắm chặt tay nhau trong suốt chuyến đi.